Sáng qua 3 tháng 9, cơn bão Yagi đi vào vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông và trở thành cơn bão số 3 hoạt động trên Biển Đông năm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đây là một trong những cơn bão mạnh nhất năm nay và xác suất lớn đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh Bắc Bộ với cường độ rất mạnh. Đáng chú ý là trong 8 năm qua, nước ta chưa ghi nhận một cơn bão mạnh nào đổ bộ trực tiếp vào khu vực kể từ sau bão số 1 Mirine năm 2016. Sau nửa ngày vào Biển Đông, bão số 3 nhanh chóng mạnh thêm 2 cấp. Đến chiều tối qua 3 tháng 9, cường độ bão đạt cấp 10, giật cấp 12 trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông. Đến sáng nay 4 tháng 9, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 cây số, cường độ ít thay đổi sau giảm dần. Cảnh báo từ chiều nay 4 cho đến ngày 6 tháng 9, bão có thể đạt cấp rất mạnh trên vùng biển phía bắc của khu vực Bắc Biển Đông, gió mạnh lên tới cấp 14 giật cấp 17 ở vùng gần tâm bão, sóng biển tăng dần lên 7 đến 9 mét, biển động dữ dội, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có thể chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Phó trưởng phòng dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Vũ Anh Tuấn cho biết, sau khi vào Biển Đông, bão dần chuyển sang hướng tây và di chuyển chậm, cường độ bão tăng dần. Tính đến thời điểm hiện tại, cường độ bão là cấp 10, tức là tăng 2 cấp so với bản tin dự báo bão sáng qua 3 tháng 9. Ngoài việc bão liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông, tức tăng 6 cấp tính từ thời điểm bão vào Biển Đông cho đến khi đạt cấp cường độ cực đại, tức là từ cấp 8 đến cấp 14, thì phạm vi gió mạnh của bão cũng rất rộng và tăng theo mức độ tăng cấp của cơn bão. Thể hiện rõ nhất là vùng nguy hiểm do bão gây ra mở rộng theo hướng di chuyển của bão. Các ổ mây dông mạnh có thể xuất hiện trước gây lốc xoáy và gió giật mạnh trên biển. Nhận định cơn bão số 3 có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền hay không? Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo từ nay đến sáng ngày 6 tháng 9, bão duy trì ổn định theo hướng Tây với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Từ chiều ngày 6 tháng 9 thì có hai kịch bản xảy ra và đều ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền Việt Nam. Kịch bản thứ nhất, bão có thể di chuyển lên phía bắc của đảo Hải Nam, Trung Quốc và di chuyển vào khu vực phía bắc của Vịnh Bắc Bộ. Thời điểm di chuyển khoảng ngày 6 đến ngày 7 tháng 9. Với kịch bản này, bão đi vào Vịnh Bắc Bộ và gây ra một đợt mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ. Kịch bản thứ hai, chiều 6 tháng 9, bão đổi hướng về phía Tây Nam, sau đó đi vòng về phía Nam của đảo Hải Nam, Trung Quốc và đi vào vùng biển phía Nam của Vịnh Bắc Bộ. Với kịch bản này, bão có thể gây ra một đợt mưa lớn trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Hai kịch bản này xảy ra đều gây mưa lớn, do đó nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt ở khu vực vùng núi và ngập úng ở khu đô thị. Khi bão vào trong đất liền, hoàn lưu của bão rộng gây gió mạnh dọc ven biển các tỉnh thành phố khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nói về mức độ nguy hiểm của cơn bão số 3 đối với tàu thuyền trên biển, các chuyên gia khí tượng lưu ý đây là cơn bão rất mạnh, gây ra sóng cao từ 7 đến 9 mét. Với sóng biển cao như thế thì có thể đánh chìm cả những tàu tải trọng lớn. Nếu bão số 3 đổ bộ theo kịch bản thứ nhất sẽ gây mưa to cho khu vực Bắc Bộ, nhưng với kịch bản thứ hai gây mưa to lan rộng từ Bắc Bộ tới tận Thừa Thiên Huế, nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng, lũ, lũ quét và sạt lở đất. Trước tình hình bão số 3 diễn biến nguy hiểm, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy vào chiều qua 3 tháng 9. Các tỉnh thành Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội phải đảm bảo an toàn cho người dân vùng hạ du. Vào 8 giờ ngày 3 tháng 9, mực nước thượng lưu hồ Thủy điện Tuyên Quang ở cao trình hơn 117m, lưu lượng nước đến hồ là hơn 820m³ một giây. Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở một cửa xả đáy với lưu lượng xả hơn 1.000m³ một giây. Mực nước hạ lưu tương ứng sau công trình là hơn 50m. Để đảm bảo an toàn trong hoạt động sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân vùng hạ du, chính quyền thông báo đến các cơ sở, hộ nuôi trồng thủy sản, phương tiện vận tải, đường thủy đang hoạt động trên sông, vùng hồ thủy điện và khu vực hạ du Thủy điện Tuyên Quang để chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn về người và tài sản. Người dân chủ động các biện pháp để ứng phó khi nước lũ trên sông dâng cao. Công điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi hầu hết tỉnh thành miền Bắc, Thanh Hóa, Quảng Ngãi đánh giá bão Yagi nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc, Bắc Trung Bộ.
các tỉnh thành cần kiểm đếm, rà soát tàu thuyền, chủ động phương án cấm biển. Trên đất liền tổ chức sơ tán người dân khỏi các nhà yếu, khu vực có nguy cơ ngập sâu. Các tỉnh thành miền núi được yêu cầu di dời sơ tán dân khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn hồ chứa, giao thông và sẵn sàng phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu. Các bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công thương theo chức năng quản lý, triển khai các biện pháp ứng phó.